Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Những ký ức của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với xã Bế Sở. Hưng Yên phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019. Huyện Tiên Lữ đầu tư trên 6 tỷ đồng chỉnh trang đô thị. Em Đỗ Minh Đức, tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Xe công nông hoạt động nhiều tại các bến bãi vật liệu xây dựng ở huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức lễ quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Cùng tham gia đoàn vào viếng có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng các đại biểu của tỉnh đã kính cẩn dâng hương trước di ảnh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên kính viếng. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng. Cả cuộc đời cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ chia buồn với người thân, gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh và viết sổ tang. Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vị tướng lĩnh tài ba xuất sắc vì nước, vì dân, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tận tâm với nước, tận hiếu với dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Thưa quý vị và các bạn, năm 1994, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh đã về thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Thời điểm đó, Mễ Sở là một trong những điển hình về mô hình nông thôn, nông dân và nông nghiệp, khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả cao như ngày hôm nay. Bức ảnh này được chụp từ năm 1994 tại gia đình ông Nguyễn Xuân Tám, xã Mễ Sở, khi Chủ tịch nước đến thăm mô hình chuyển đổi theo mô hình VSC mang lại hiệu quả cao. Với ông Tám, bức ảnh không chỉ là vật kỷ niệm mà còn là một vinh dự, niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở theo ông suốt từ ngày ấy đến nay. Ông Tám cho biết, thời điểm đó, ông là trưởng ban văn hóa xã. Nhưng ông đã vận động gia đình, mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt những loại cây con đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao và là một trong những điển hình đi đầu trong việc chuyển đổi theo mô hình vườn ao chuồng của xã. Lúc đó gia đình tôi có cái mô hình VAC, trên là vườn, là chuồng, và dưới là ao. Thì có thả ba ba và nuôi cá chê và nuôi lợn. Chủ tịch nước cũng gọi ra và khen và biểu dương là có một cái tinh thần tốt. Trong cái giai đoạn mới như thế này mà đã có cái mô hình rất là điển hình. Và sau khi mà Chủ tịch nước căn dặn và động viên thì gia đình tôi cố gắng và duy trì đến sau này. Lúc bấy giờ, xã Mễ Sở là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Toàn bộ diện tích cây lúa đã chuyển đổi sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao như địa liền, bạc hà, táo, cam. Sau khi đi thăm các mô hình phát triển kinh tế, Chủ tịch nước Lê Đức Anh khen ngợi và biểu dương công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền và nhân dân đã mạnh dạn sáng tạo trong việc chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục phát huy tìm tòi, đưa về nhiều loại cây con mới giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu trên chính mảnh ruộng vườn của nhà mình. Tôi luôn luôn duy trì và luôn luôn có một cái suy nghĩ là phải làm cái gì thật tốt để đáp lại cái lời căn dặn và nhắc nhở của Chủ tịch nước là đưa nhân dân Mễ Sở có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Những lời dặn dò của đồng chí Lê Đức Anh cùng với sự tâm huyết của lãnh đạo xã qua các thời kỳ, sự năng động mạnh dạn của nhân dân, đến nay Mễ Sở đã trở thành một trong những địa phương giàu đẹp của tỉnh với mức thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng một người một năm, cơ sở hạ tầng khang trang và là một trong ít địa phương phấn đấu xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Phú Cường, thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2019 với chủ đề Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, năm 2018, Hưng Yên cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ cấp nước từ các nhà máy cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh còn thấp. Chất lượng nước ở một số nhà máy chưa bảo đảm, công tác vệ sinh môi trường nông thôn ở một số địa phương chưa được quan tâm, tình trạng rác thải sinh hoạt tập kết ven đường gần các nguồn lấy nước chưa được xử lý. Thời gian tới, các đơn vị chức năng, các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình. Công khai địa bàn đơn vị cấp nước có nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn để người dân nắm bắt và có sự lựa chọn sử dụng nguồn nước. Tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh trong việc sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sau lễ phát động, các đại biểu tham quan dự án cấp nước tập trung tại xã Phú Cường. Ngày 2 tháng 5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức hội nghị liên kết học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh và hoạt động trải nghiệm cho học sinh 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng giáo dục thiếu giáo viên, điều kiện thao trường bãi tập, cơ sở vật chất trang bị hạn chế, điều kiện học tập chưa gắn kết, giữ học tập đi đôi với thực hành, rèn luyện kỷ luật, phát triển kỹ năng sống và rèn luyện nền nếp cho quân đội. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức liên kết học tập tập trung môn Giáo dục Quốc phòng An ninh và hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục và trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Từ những kết quả của công tác giáo dục quốc phòng an ninh của 3 trường sẽ là cơ sở để nhân rộng công tác giáo dục quốc phòng an ninh tập trung của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình học và các nội dung trải nghiệm đảm bảo bổ ích, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự hăng say hứng thú trong học tập và rèn luyện của học sinh. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4 năm 2019 với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Trong tháng 4, các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung tuyên truyền khá toàn diện, phong phú, sinh động. Nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 5, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thông tin tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 của Đảng. Hoạt động thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Bác viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 50 năm thực hiện di chúc của Người, tăng cường tuyên truyền sự kiện công bố thành lập thị xã Mỹ Hào, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, một số giải pháp tiêu thụ lợn, công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tại hội nghị, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào đã báo cáo quá trình xây dựng địa phương trở thành đô thị và đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các hoạt động của thị xã Mỹ Hào. Nằm trong các hoạt động dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, vừa qua đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước tỉnh về an toàn thực phẩm đã tổ chức kiểm tra đối với Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của 10 huyện, thị, thành phố.
đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, việc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm, công tác quản lý cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thị, thành phố. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đến hết ngày 15 tháng 5. Đây là cơ sở để Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, huyện Tiên Lữ đã đầu tư trên 6 tỷ đồng để triển khai xây dựng vườn hoa công viên và chỉnh trang khu vực ngã tư phố Giác. Đây là dự án khởi điểm trong thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị chung cũng như về tập luyện thể dục thể thao và giải trí cho nhân dân thị trấn Vương. Huyện Tiên Lữ đã thực hiện cải tạo 4 hạng mục công trình trên diện tích rộng 1 hectare, gồm cải tạo nút giao, ngã tư đèn đỏ, phố Giác, xây dựng vườn hoa công viên số 1 và số 2 bên bờ sông Hòa Bình, xây dựng đền tưởng niệm canh hùng liệt sĩ. Theo phê duyệt, dự án được khởi công từ quý 1 và sẽ được hoàn thành trong quý 4 năm nay. Trên cơ sở phê duyệt của tỉnh, huyện sẽ tiếp tục triển khai các dự án trong khu liên hợp thể thao, gồm nhà văn hóa, sân bóng đá, bể bơi và xây dựng bãi đỗ xe khu vực trung tâm thị trấn với tổng diện tích trên 9 ha. Ngoài dự án nhà văn hóa được sử dụng ngân sách nhà nước, còn lại các hạng mục công trình khác sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa hoặc kêu gọi đầu tư. Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cừ được giao 2,3 tỷ đồng cho vay vốn nhà ở xã hội. Đến nay, đơn vị đã thực hiện trên 90% kế hoạch. Tính đến hết ngày 15 tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cừ đã thực hiện cho vay 9 khách hàng với số tiền trên 2 tỷ đồng, trong đó có 3 khách hàng vay để mua nhà và 6 khách hàng vay để xây và sửa nhà. Tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn và thu nhập, khách hàng có thể vay tối đa từ 70 đến 80% giá trị nhà với mức lãi suất thấp là 4,8% một năm. Hiện nay không chỉ riêng khu vực huyện Phù Cừ mà trên địa bàn toàn tỉnh, nhu cầu vay mua nhà ở xã hội tăng cao. Năm 2019, toàn tỉnh hiện đã có 136 khách hàng được vay vốn để mua, xây sửa nhà với dư nợ trên 47 tỷ đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, ngành nghề phát triển chậm, nhưng với tuyên truyền kết hợp dân vận khéo, xã Xuân Trúc đã huy động được sự đồng tình ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của người dân để về đích nông thôn mới vào cuối tháng 4 vừa qua. Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 3,3%, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một người một năm. Các tuyến đường trung tâm, đường liên thôn xóm và đường ra đồng cơ bản được bê tông hóa. Để có những sự thay đổi trên, một trong những cách làm được xã Xuân Trúc áp dụng đó là vận động linh hoạt nguồn xã hội hóa để thay đổi diện mạo quê hương, với tổng số tiền xã hội hóa lên đến hơn 13 tỷ 700 triệu đồng. Trên tổng 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã, bên cạnh việc vận động người dân hiến đất làm đường, vận động những người con xa quê hương, xã Xuân Trúc đã tích cực vận động các thôn xã hội hóa. Tiêu biểu như trường mầm non đã huy động được hơn 310 triệu đồng, chi bộ thôn Xuân Nguyên huy động được trên 272 triệu đồng, chi bộ thôn Cù Tu huy động trên 87 triệu đồng cùng 200 ngày công lao động. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 849 phê duyệt đề án rà soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, từ 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuống chỉ còn 36 cơ sở. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp với trên 60 nhóm ngành nghề ở 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn. Quy mô đào tạo là khoảng gần 70.000 người một năm. Theo đề án rà soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ còn 36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 10 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 20 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bố trí đều tại 10 huyện thành phố, quy mô đào tạo đạt khoảng 70.000 người một năm. Đến năm 2030, quy mô đào tạo đạt khoảng 75.000 người một năm. Không chỉ là học sinh giỏi nhiều năm liền, Đỗ Minh Đức, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Khoái Châu, huyện Khoái Châu, còn luôn gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp được thầy cô, bạn bè quý mến. Trong học tập, Đức luôn tự giác và xây dựng thời gian biểu khoa học
chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp, chăm chú lắng nghe lời thầy cô giáo giảng bài. Nhờ đó, 9 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và nhiều thành tích xuất sắc khác, đặc biệt năm học 2017-2018, khi còn là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Em đã cùng bạn Bùi Duy Tùng và thầy cô thực hiện sáng kiến đèn học tiết kiệm điện đa năng với công dụng có thể tự động bật tắt để tiết kiệm điện, giúp người học chống mỏi mắt, ngồi đúng tư thế, có thể dùng khi mất điện, có thể nghe nhạc, học tiếng Anh. Đạt giải nhì sáng kiến cộng đồng lần thứ 2, giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 2. Em luôn lấy tấm gương phong cách và đạo đức của Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu, và từ đó em sẽ luôn luôn học tập và rèn luyện để noi theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác, không chỉ học tập mà còn là tham gia các hoạt động xã hội để hoàn thiện bản thân mình hơn. Ngay khi bước vào năm học đầu tiên của cấp 3, với đức tính nhanh nhẹn, hiếu học, em vẫn giữ vững thành tích học tập của mình. Đặc biệt, Đức luôn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp. Song song với nhiệm vụ học tập, em tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường. Trước mỗi hoạt động, em luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo và tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ sách và hành động, phong trào tiết kiệm 1.000 đồng, tham gia giải thi đấu bóng rổ, bóng đá của trường. Tôi nhận thấy em Đức rất là ngoan, đó là luôn luôn có ý thức đó là tu dưỡng đạo đức, và em nó học tập rất là chăm chỉ, luôn có ý thức xây dựng tập thể lớp, xây dựng tập thể của nhà trường và tham gia rất nhiều các hoạt động phong trào. Em xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về con ngoan trò giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để nhiều học sinh trên địa bàn huyện Khoái Châu học tập và noi theo. Số đầu sách ít ỏi, số người đọc thưa vắng là tình trạng chung của nhiều tủ sách ở thôn xã, thậm chí là thư viện huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay. Nhưng tại thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, có một tủ sách từ nhiều năm nay đã thu hút rất đông độc giả đến đọc. Làm được điều đó có sự đóng góp công sức rất lớn của những người thủ thư tận tâm. Ông Trần Vưu, bà Nguyễn Thị Xô, bà Trần Thị Nhài là những người đã nhiều năm gắn bó với tủ sách của thôn Tần Tiến, xã Minh Tân. Tủ sách được thành lập từ năm 2004, ban đầu chỉ vỏn vẹn gần 200 cuốn sách do thư viện tỉnh tặng cùng một số sách tạp chí cũ do nhân dân địa phương ủng hộ. Địa điểm đặt tủ sách là phòng chờ của nhà văn hóa, chung với nhiều hoạt động khác của thôn, nên trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2006, tủ sách hoạt động thiếu hiệu quả, không thu hút được bạn đọc đến đọc sách. Trước tình hình đó, những người quản lý tủ sách đã tham mưu với chính quyền địa phương mở cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng tủ sách, mỗi gia đình ủng hộ tối thiểu một cuốn sách. Trong ban chủ nhiệm của cái thư viện đó, là tổ chức toàn dân đóng góp mà mỗi người một cuốn sách ra, là những cái năm đầu như vậy, nhưng sau mấy năm về sau này thì cũng đi quyên góp từ những cái gia đình xa quê hương như thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hải Phòng, Hà Nội, có những cuốn sách là đã đọc hoặc là cũ hoặc mới là gửi thêm về cho cái thư viện, đóng thêm cái nguồn sách của thư viện thêm dồi dào thêm. Đến nay tủ sách của thôn Tần Tiến đã có 30 loại báo tạp chí và trên 2.000 đầu sách các loại. Sách đã có, phòng đọc rộng rãi thoải mái cho người dân đến đọc. Nhưng người trông coi, phục vụ độc giả cũng là một khó khăn. Bà Nguyễn Thị Xô, Trần Thị Nhài, khi biết tủ sách của thôn thiếu người trông coi, hai bà đã tình nguyện nhận công việc, không có thù lao và rất mất thời gian này. Chúng tôi thì cũng tham gia chục năm rồi, không có một cái gọi là kinh phí gì và cái ưu đãi gì đến chị em chúng tôi cả. Thì bây giờ là chủ yếu là tâm huyết các cháu, cho các cháu có cái kiến thức. Bằng các hoạt động kiên trì của những người thủ thư tận tâm, tủ sách đã thu hút được bạn đọc đến ngày một nhiều. Độc giả có đủ mọi lứa tuổi, đông nhất là độc giả cao niên và các em học sinh. Ngoài bạn đọc trong làng, còn có nhiều bạn đọc đến từ các làng khác cũng tìm đến tủ sách để đọc và mượn sách về. Tủ sách tấp nập nhất là những ngày hè khi học sinh các trường nghỉ học. Hiện nay trung bình hàng năm tủ sách phục vụ gần 2.000 lượt bạn đọc với trên 10.000 lượt sách luân chuyển. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất của mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên tại một số nơi, công tác này hiện chưa được quan tâm đúng mức nên tai nạn lao động còn xảy ra.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 63 vụ tai nạn lao động, làm 8 người chết, 110 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng. Tuy nhiên, đây là con số chưa chính xác, bởi hiện mới có 74 trên hơn 4.000 cơ sở doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Còn thực tế số vụ tai nạn lao động xảy ra nhiều hơn. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động chủ yếu là do người lao động vi phạm biện pháp an toàn trong quy trình vận hành các thiết bị máy móc, doanh nghiệp sử dụng lao động chưa tuân thủ đảm bảo những quy định đối với người lao động, công tác tập huấn về an toàn vệ sinh lao động chưa coi trọng, nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt khác, người lao động tại các khu vực không có quan hệ lao động, không hiểu và biết hết được các cách thức làm việc đảm bảo an toàn lao động nên dễ bị tai nạn lao động. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã bị cấm, nhưng những chiếc xe công nông vẫn thường xuyên hoạt động tại các bến bãi, vật liệu xây dựng chở vật liệu đi khắp các công trình trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Vì chi phí vận chuyển rẻ hơn các phương tiện khác nhiều lần và chở được hàng hóa nặng cồng kềnh, bất chấp quy định, các bãi vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên sử dụng xe công nông như một phương tiện chính để chuyên chở vật liệu xây dựng tới các công trình. Trên các con tuyến đường của huyện Yên Mỹ, trên quốc lộ 39A, rất dễ có thể bắt gặp những chiếc xe công nông chở gạch đá cát mà không hề được phủ bạt, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng để công nông tham gia nhiều xảy ra trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ, xã Lưu Xá, Tân Lập. Để đảm bảo an toàn giao thông, thiết nghĩ, các cơ quan liên quan cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.